Dạ vâng, Lê Chung xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú và anh chị. Đầu video thì cũng cho phép Lê Chung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị ơi, để tiếp nối với những cái video mà Lê Chung chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà quan, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện cả nhà. Thì ngày hôm nay Lê Chung lại tiếp tục chia sẻ đến quý ông bà, cô chú và anh chị của mình thêm một cái video nữa. Thì ở trên cái video ngày hôm nay Lê Chung có đến một cái bến sông cả nhà. Đây cái bến sông. Cái sông này nó dòng qua tới bên đó đó cả nhà. Sông này cũng khá là lớn. Và ở đây có một cái điều đặc biệt đó cả nhà. Thì như cả nhà mình nhìn thấy là ở đây mấy cách đây vài hôm thì có người vào đây để mà khai thác. Người ta mua những cái bờ đằng vòng vòng đây, vòng vòng cái mé sông này nè cả nhà, ba cái cây cối nè. Rồi người ta mới khai thác thì tới đây mới đưa cưa vào cắt chỉ được có mấy cây ở tại đây thôi. Đó, thì người ta mới thấy là xuất hiện ra được là một cái bóng vong linh, vong hồn á, người ta người dân mình gọi là ma đó. Đó, là xuất hiện lẫn giỡn như này nè, cứ là tôi đói quá, tôi lạnh quá, tôi đói quá, tôi lạnh quá. Đó. Thì khi mà người như cái nhà mình biết thì khi mà người dương mình phát hiện ra được những cái tiếng kêu rên la như vậy á thì rất là sợ hãi và đã bỏ hẳn luôn, không có làm nữa. Cách đây cũng vài ngày thôi, cũng vô tình là trên cái con đường mà Lê Chung đi vào trong cái khu rừng Bạch Đàn đó, để mà Lê Chung tìm kiếm các cái vong linh hữu duyên đó, thì Lê Chung đi tới về đi ngang đây thì Lê Chung ghé vào trong một cái quán để Lê Chung uống nước. Thì Lê Chung mới nghe kể là nghe lóng thoáng người ta kể thôi. Kể là người ta gặp ma đồ vậy đó ở trong cái vị trí này. Thì khi mà nghe như vậy rồi thì Lê Chung mới mong men, Lê Chung hỏi thử là nó nằm ở đâu, vị trí nó nằm ở đâu và cái câu chuyện nó ra như thế nào, thì Lê Chung mới biết được là như vậy. Thì sau khi mà biết được như vậy thì Lê Chung cũng định hình được sơ sơ là ở trong đây nó như thế nào. Rồi Lê Chung mới đến đây và đến đây cũng với cái ý nguyện là cúng kiến cho, nếu mà có vong linh đó, thì mình sẽ cúng kiến cho người ta dùng. Rồi xong đó là mình sẽ giúp cho người ta đi về chùa đó người ta tu. Chứ như cái nhà mình thấy là ở dưới cái con sông này mà cứ phát ra những cái tiếng rên đó là đói quá, lạnh quá thì cả nhà mình biết rồi. Là chắc chắn rằng là cái vong linh này đã bị mất ở dưới sông hoặc là do một lý do gì đó mà đã chết ở dưới sông không có lên bờ được. Đó, vì vậy họ rất là đói, rất là lạnh. Đó. Và cũng không có ngoại trừ là ở cái khúc sông này nó sẽ có ma da nha cả nhà, cũng không ngoại trừ luôn. Tại vì nhiều khi á là con ma da nó sẽ hiện ra để mà nó phát ra những cái tiếng rên la như vậy để mà nó thu dẫn, nó dụ dỗ những cái người ở vòng vòng đây. Những cái người mà vào cái khu vực này để mà khai thác cây nè, nó dẫn dụ họ để mà nó bắt đó cả nhà. Thì bây giờ muốn biết được cái vấn đề nó nằm ở đây là nó thuộc về cái vấn đề nào? Ma da hay là do người dương mình mất á, cái vong hồn nó còn ở dưới nước. Thì bây giờ mình sẽ Lê Chung sẽ đặt một cái lễ cúng nha cả nhà. Lê Chung sẽ cúng thử xem là coi là cái tình hình là cái hiện tượng vong linh của cái hiện tượng tâm linh mà bà con mình ở đây gặp phải á, đó là cái gì? Có phải là vong linh hay là ma da hay không? Đó, để mà mình biết và mình sẽ có cách xử lý nha cả nhà. Nếu ma da thì mình sẽ thu phục, mình đem nó về chùa để cho nó tu. Đó, chứ để ma da mà nó lẩn vẩn ở khu vực này thì sớm muộn gì là người dân mình cũng gặp nạn thôi. Còn nếu mà gặp cái vong linh mà chết ở dưới nước này mà chưa có lên bờ được thì mình cũng sẽ giúp cho họ đi về chùa họ tu luôn. Tại vì vong linh mà ở dưới nước thì rất là khổ sở cả nhà. Ở trên bờ đã khổ rồi, còn ở dưới nước không được lên bờ thì càng khổ hơn. Bây giờ để Lê Chung sẽ đặt cái lễ này, Lê Chung cúng cho cái vong này, cái hiện tượng này chứ không phải là vong không hay là ma da đấy không biết. Cái khúc sông này thì nó lớn lắm, nó rộng lắm đó nè, nó dòng có tuốt bên kia luôn. Nghe bà con mình kể là cái tiếng mà rên phát ra đó, nó nghe nó ghê rợn lắm đó nha. Mà không biết là mình có phải là vong linh hay là ma da nó giả nữa.
cũng không có ngoại trừ là cái việc mà ma da nó chứ, nó giả như vậy để nó dụ người dương mình lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh, Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay đó con đến đây thì cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các cái vị vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông đó. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ cho các vị vong linh đang trú ngụ trong cục thổ của các ngài các ông ra đây để nhận hưởng những phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho họ được no lòng ấm dạ hơn, đỡ độ lạnh hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi quá, lạnh quá. Hả? Cái gì đây? Đồ ăn hả? Ai bày đồ ăn ra đây? Ngon dữ vậy ta.
Ồ, trái cây ngon quá à. Lâu rồi mình không có được ăn. Nay sao mà biết đồ ăn ở đâu mà quá trời luôn. Cơm ngon dữ lắm á, quá trời ngon luôn.
xin chào. Chào. Rồi rồi rồi. Dông Linh hay Maya đây? Tôi là Dông Linh. Dông Linh hả? Rồi rồi, có phải là cái dông mà bữa người ta vô đây người ta thay thác cây đó rồi rồi kêu réo gì đó đúng không? Đúng vậy đó, chính là tôi. Rồi kêu cái gì vậy? Rồi đói khát lắm hay sao mà kêu người ta? Là kêu là muốn xin ăn hay là sao? Hay là muốn hù người ta đây? Đâu có hù đâu, tôi đói quá cho nên là tôi mới kêu họ có gì không cho tôi ăn với tôi đói dữ lắm. Ờ. Là đói quá rồi là kêu là muốn xin ăn đúng không? Đúng rồi đó. Rồi ở dưới cái sông này bao nhiêu lâu rồi? Ở đây được 15 năm rồi. 15 năm rồi hả? Rồi dông tên gì? Tôi tên Hiển. Tên Hiển. Mất lúc bao nhiêu tuổi? Tôi mất lúc 40. Rồi quê quán của dông là ở tỉnh nào? Ở đây luôn hay là ở tỉnh nào khác? Tôi ở Long An mà giáp ranh với Tây Ninh nữa. Rồi sao mà lại chết ở dưới sông này rồi không lên bờ được, cứ phải vất vưởng ở dưới sông vậy? Tại vì tôi chết ở dưới sông thì tôi phải vất vưởng ở dưới sông chứ làm sao. Ý là biết rồi, biết chết dưới sông, biết vất vưởng sông rồi, nhưng hỏi lý do làm sao mà chết ở dưới sông á, hiểu không? Chứ ai không biết ông chết ở dưới sông. Tôi hồi đó hả, tôi bị cái con dao nó đâm. Ủa? Chân xuống sông nè, cái con dao ở dưới đó, nó đâm tôi. Rồi dao đâu ở dưới đó đâm ông dưới? Con dao của tôi đem đi mài á, rồi nó cứ tức là ông đi mài cái dao rồi bị rớt xuống đó, rồi ông xuống ông mò lên đó hả? Đúng vậy. Rồi cái dao đó là ông dùng để làm cái gì mà sao mà đi mài rồi rớt xuống đó để xài hay gì hay sao? Cái con dao của tôi đi mổ heo á. Là ông là nghề làm ông heo á. Ông làm nghề đồ tể hả? Đúng vậy. Rồi bữa đó là đi mài dao đừng đi ra đi giết heo tiếp hay sao? Cô tôi đâm nó không có chết á, rồi tôi mới đi xuống sông tôi mài cho nó bén. Con heo mà đâm không chết là sao đâu, ông kể rõ tôi nghe coi sao mà con heo mà ông đâm một phát mà nó chết tươi luôn rồi, có đâu mà đâm mà không chết, ông kể rõ tôi nghe coi. Thì đó là tôi ở quê tôi á, thì tôi kiểu như là tôi theo mấy ông chú ở xóm này nè, lúc tôi mới lớn đó. Tôi theo đám tiệc đồ này kia đó, rồi mấy ổng mấy là kêu mần heo đồ phụ. Xưa là toàn là mấy ông đó ông đi đâm mướn cho người ta không hà. Rồi ông mới rủ tôi theo, ông thấy tôi xiên giỏi nè. Rồi ông mới chỉ dạy cái nghề mà để mà đâm tiết lấy tiết với lại mổ heo đó. Rồi cái nghề tôi lớn cái tôi theo cái nghề đó luôn, theo nghề đồ tể luôn. Đúng rồi. Rồi ông đâm nhiều không, giết nhiều không? Nhiều lắm. Từ lúc mất tới từ lúc mà ông còn trẻ luôn hả? Ông đi theo nghề đó từ lúc ông còn nhỏ luôn hả? Đúng vậy đó. Rồi tôi theo biết mà tôi thành thạo rồi, tôi đi đám mướn cho người ta. Ai mướn thì đám giỗ hay là đám hỏi hay là đám cưới đám ma gì vậy đó. Người ta mà muốn mần bao nhiêu con cái người ta mướn tôi vậy đó. Tôi lại tôi mần rồi tôi mổ ra rồi tôi phân loại cái lòng gan mè đầu ra rồi ra thịt đồ cho người ta, cho mấy bà đó bá sắc mà làm gì làm. Cái bữa đó tôi không biết là số tôi tới số hay sao nữa. Cái bữa đó là cái đám ma. Cái ông cụ đó ông cũng lớn tuổi rồi, ông mất cách nhà có cả 2 cây số à. Rồi cái người nhà mới là mướn tôi đi xuống mần giùm 2 con để mà ra thịt để mà có cho mấy người ta phụ đám đó người ta ăn uống rồi. Tôi mới nhận, tôi đi xuống. Xuống rồi tôi thấy nhốt 2 con ở trong chuồng á.
Rồi tôi cũng kêu là mấy người kia đầu phụ dẫn một con ra trước. Rồi á, tôi mới lấy dây dù nè. Ừ. Mới trói giò lại. Kêu 4-5 người đó, đè nó xuống rồi trói giò nó lại. Ừ. Cột lại vậy đó. Cột nó lại xong rồi tôi mới lấy miếng nước tôi tát, tôi rửa cái cần cổ nó. Ừ. Rồi tôi lấy cái con dao nghề của tôi ra. Mấy đâm nhẹ vô một cái là máu nó phúng ra rồi. Ừ. Con heo thì nó cũng la dữ lắm. Rồi nói chừng mà hết tiết rồi, nó đâu có giải nữa rồi, nó chết luôn nó rồi. Nước sôi đồ có sẵn xong rồi mới cạo phụ nó, mấy người đó mới phụ tôi cạo đồ này kia rồi. Ừ. Rồi tôi mới mổ ra rồi tôi ra thịt đồ. Ừ. Rồi tới cái con thứ hai thì tôi cũng chính tay tôi dẫn ra. Ừ. À, cái lúc mà tôi đi vô á cái chuồng á, à, sao tôi nghe cái con heo này á, thường á thì nó sợ tôi, mấy con heo trước á thì tôi đi vô á là nó sợ, nó chạy nó rút vô cái góc chuồng không à. Ừ. Con heo nào cũng vậy đó, yêu cầu mà thấy tôi là nó sợ nó rút vô cái góc chuồng. Ừ. Mà cái con heo thứ hai này á là nó không có sợ tôi, nó ngóc đầu lên nó nhìn tôi á, con mắt nó trợn vậy đó. Ừ. Mà nó còn kêu ít. Ừ. Giống như là nó thách thức tôi làm sao á. Ừ. Nó nói nào giờ đâu có gặp con heo nào mà nó dạng dữ vậy, dạng gì như người vậy trời. Ừ. Rồi tôi mới dẫn nó ra, nó cũng đi theo tôi nữa. Rồi tôi lấy dây tôi trói lại, rồi kêu 4-5 người rồi cùng đè nó xuống. Tôi cũng thao tác cũng giống như con heo trước vậy nó. Ừ. Tôi cũng rửa cái cần cổ nó xong rồi tôi lấy cái dao và đâm. À. Mà nó đâu có la đâu. Con heo này nè, đâm nó không la luôn. Không la, nó im ru vậy đó. Tới lúc tôi lấy cái dao tôi nhấn vô á thì nó đâu có vô. Kỳ á. Nó vô con chít nè. Ừ. Nó nhầy cái cần cổ á, đâm không có được. Ừ. Rồi á, con heo nó mới á, nó kêu là ít. Ừ. Kêu vậy đó. Ừ. Chứ nó không la giống như mấy con heo trước. Ừ. Nó quái lạ ta, kỳ ta, không lẽ cái dao mình lục ta, lẽ mổ rồi sao quên mài ta, nó lục. Ừ. Tôi đi xuống sông tôi mới mài. Tôi mài xong rồi cái tôi đi lên. Rồi cái mấy người đó thì đè con heo đó rồi cũng còn vậy đó, rồi cái tôi nhào vô tôi đâm. Ừ. tôi đâm nó cũng vô con miếng nữa ha, đâu có đâm được. Ừ. Rồi con heo nó trợn mắt lên nó cũng kêu y chang vậy đó, nó không có giải luôn, nó nằm ngu vậy đó. Tôi đâm thêm hai cái nữa nhưng mà không được, không có vô. Ừ. Rồi nói quái là sao kỳ ta. Ừ. Léo nãy mình mài cái cục đá mà nó bị gãy. Ừ. Cái cục đá hồi nãy tôi mài nó còn có một miếng hà, rồi cái nó gãy làm hai, rồi tôi mới bỏ xuống cầu đó rồi tôi mới đi lên. Ừ. Lên rồi tôi làm có được đâu, rồi cái tôi mới tức quá, tôi nói để tôi mài lên cái nữa thử coi đâm được không. Ừ. Gì mà cái dao này gì nay đâu mà sao kỳ vậy. Ừ. Rồi tôi mới cái lần quay lần nữa tôi đi xuống tôi mài lâu lắm, tôi mài xong tự nhiên nó cái dao nó vụt tay, nó rớt xuống cái mé. Ừ. Cái mé xong á, rồi á tôi mấy lần lại cái mé xong là tôi lấy giò tôi gà thử coi, tại vì có con dao dưới thì tôi cũng đâu có dám đi mặn đâu. Ừ. Tôi gà sao không đụng. Ừ. tôi gà ra chút xíu nữa thử coi có đụng không, mà cũng không đụng luôn. Rồi sao tự nhiên tôi đạp vô cái miếng đất nó bị cục đất nó bị trơn á. Ừ. Tôi ngã nhào sóng xài ập mặt xuống dưới vậy đó. Rồi á, cái con dao á không biết làm sao á mà nó vẫn đứng lên á, rồi nó đâm vô cái ngực của tôi. Trời ơi. Đâm trổ tôi ra làm sao luôn. Rồi chết luôn. Rồi á, lúc đó tôi đau đớn dữ lắm mà tôi giải tôi đâu có giải nổi đâu. Ừ. Rồi á, tôi mới mất thở luôn, tôi chết luôn.
Rồi giờ là nói sơ bộ là tôi biết rồi đó, là ông á là cũng là do là ông sát sanh quá nhiều cho nên là tới lúc trả nghiệp rồi. Chứ ông nghĩ sao, ông nghĩ có đúng không? Chứ ông nghĩ cái đúng không, con heo mà cái dao cái dao nghề của mấy ông á là cái dao đó mà nó bén vừa thần gì mà đâm vô nó không lủng là không biết rồi. Phải chi lúc đó mà ông suy nghĩ nó tới chút xíu nữa là ông ngừng lại là được rồi. Có thể là ông sẽ không phải chết. Đúng không? Ông nghĩ tôi nói đúng không? Vậy cho nên tôi mới nói là bữa đó là số tôi nó tới rồi, chắc nó trả nghiệp rồi, tại vì tôi giết dữ lắm, tôi giết nhiều lắm rồi. Tính ra ông làm nghề đó từ lúc mà ông nhỏ mà cho tới lúc mà ông mất là cũng mấy chục năm hả? Đúng vậy. Ông giết biết bao nhiêu con heo mà nói. Giết heo không, mà có giết con gì khác không? Giết heo có, rồi giết dê có nữa. Nói chung ai thuê giết con gì là ông giết con đó. Đúng rồi. Vậy tôi nói em thấy chưa? Dướng vô trong cái nghiệp mà sát sanh là nó khổ dữ lắm. Nó chết rồi mấy chục năm, mười mấy năm nay rồi đâu có được lên bờ, đúng không? Chỉ lẩn quẩn ở dưới sông rồi tôi lên mé vậy thôi à, chứ tôi đâu có lên được bờ trên cao đâu. Mà gặp ở dưới sông này thì có cái gì đâu, ăn chắc nhịn đói mười mấy năm nay luôn hả? Nhịn đói dữ lắm. Nay sao được, có người đem tới đồ tới trúng cho tôi nè. Hồi bữa tôi kêu mấy người kia, mấy người đốn cây ở đây nè. Họ sợ quá rồi, cái họ đi đâu mất tiêu luôn rồi tôi không thấy nữa. Tôi tưởng đâu là họ về họ lấy đồ ăn đem tới cho tôi ăn. Tôi đói quá tôi mới liều. Rồi lúc đó, lúc ông mất đó, người nhà của ông đâu có biết đường đâu, cúng gọi hồn về hả? Không. Lúc đó có vợ con gì chưa? Lúc đó hả, tôi có vợ với lại được đứa con gái. Thôi bây giờ nói chung á là về cái việc làm của ông á thì nó do cũng là vì cái ông kiếm cái đồng tiền để mà ông trang trải cho cuộc sống cũng như là lo cho vợ con. Nhưng mà khi mà ông kiếm cái đồng tiền bằng cái phương hướng, bằng cái cách mà để mà ông đi đâm mổ, ông đi đâm giết heo đó, thì nó thuộc về cái nghiệp sát sanh rồi. Mà ông lại làm quá nhiều như vậy á, thì cho nên là cũng phải đến lúc ông trả nghiệp. Như ông thấy ông trả là đúng là sinh nghề tử nghiệp luôn. Ông đâm heo con heo sao thì ông chết đi chang vậy luôn đó, ông thấy nữa, đúng không? Đúng vậy. Cho nên nó là tôi mất đi rồi tôi mới hối hận. Phải chi lúc trước thiếu gì nghề, đừng có nên có chọn cái nghề này, đâu có chết sớm vậy. Nói chung thì cái việc mà nghề hay là cái gì đó thì tôi cũng không nói được. Tại vì nó liên quan tới gia đình, vợ con, rồi liên quan tới cái cuộc sống hàng ngày của ông nữa thì tôi cũng không bàn cãi nhiều. Tôi chỉ dám khuyên ông là bây giờ á, ông đã lỡ vướng vào trong cái nghiệp sát sanh rồi. Đó, sát sanh hại vật quá nhiều rồi, ông cũng đã trả nghiệp và ông đã chịu cực khổ dưới con sông này đây mười mấy năm rồi. Thì thôi, bây giờ á, lúc còn sống mình đã tạo nghiệp, mình đã sát sanh quá nhiều rồi, bây giờ mình mất đi. Đó, mình đã vất vưởng cũng mười mấy năm, cũng chịu khổ đủ rồi. Đó, bây giờ mình nên đi về chùa đi, để mà hồi hướng theo Phật Pháp, để mà tu tâm dưỡng tánh của mình. Đó, rồi học luật nhân quả. Đó, rồi mình ráng mình hành thiện tích đức, để mà mình giải bỏ đi cái nghiệp sát sanh của mình, để cho nhiều đời những kiếp sau á, là mình không phải chịu cái cảnh mà vất vưởng lang thang đói khát ở dưới nước như vậy. Nói thẳng luôn, ở dưới nước cái này là không có ăn cái gì được hết. Ở trên bờ nhiều khi thì người ta còn ra ngã ba ngã tư để mà người ta giật những cái món đồ mà người dương người ta cúng của hồn, cúng tâm tai rồi kia đó ăn. Còn ở dưới nước này có ai đâu mà đem xuống nước này cúng đâu mà ăn. Đó, chỉ ngày hôm nay là tôi đến đây, tôi đi ngang đây thì cũng vô tình tôi nghe được cái câu chuyện là ông hiện ra để mà ông gọi người ta, ông xin cơm xin nước gì đó. Rồi tôi nghe vậy tôi mới mang cái đồ cơm nước bánh trái lại tôi cúng nè, coi phải là vong linh không hay là ma da nữa. Lúc đầu thì tôi cũng không dám khẳng định là vong linh hay là như thế nào nữa, nhưng mà sau khi nghe ông nói thì là tôi cũng biết rồi, biết được cái nghiệp của ông đó. Thì thôi bây giờ tôi cũng ráng tôi khuyên ông đó, nó đi về chùa về núi đi để mà ông tu hành khổ hạnh, rồi dạy là ráng mà tu tâm tích đức của mình. Chứ bây giờ ông sát sanh quá nhiều như vậy rồi, bây giờ là không có cái cách nào mà để mà ấy hết á.
bây giờ chỉ có con đường là ông tu hành thôi. Đó, chừng nào giải hết cái nghiệp sát sanh của ông đi rồi ha, rồi bề trên cũng cho ông đi chuyển kiếp. Chứ bây giờ ông ở dưới nước về hoài thì cũng đâu có được đâu, đúng không? Mà tôi có biết chùa ở đâu đâu mà về đó tu. Chứ lại tôi đâu có đi lên bờ được đâu mà đi về chùa tu hành gì. Tôi chỉ lẩn quẩn dưới sông này thôi chứ thì đi được. Thì biết rồi, tôi biết là ông không có tự đi được, cho nên nó là bây giờ nó là tôi mới giúp cho ông nè. Chứ bây giờ ông đâu có tự đi về chùa được, đâu phải nói về vong quỷ rồi vong linh rồi đâu có tự đương nhiên đi về chùa được. Khi mà đi về chùa phải có người dẫn dắt đó, rồi có người đưa vào mới được. Chứ bây giờ là khơi khơi mà đâu có ai mà cho quỷ vong vô chùa, mà mấy ông đâu có sắp lại gần được đâu mà vô. Vậy là ông có ý định là giúp cho tôi đi về chùa về núi tôi tu đó hả? Đúng rồi. Được vậy thì tôi mừng dữ lắm. Bao nhiêu năm nay tôi ở sông nhà tôi lạnh tôi đói dữ lắm mà có ai đâu mà biết. Cho nên là tôi sát sanh quá nên giờ tôi phải trả nghiệp nè. Rồi bây giờ là chịu đi tu đúng không? Đúng vậy, tôi chịu đi chứ tôi không ở dưới sông gì nữa đâu, lạnh đói dữ lắm. Chịu đi thì giờ để tôi giúp cho đi. Rồi bây giờ đi về đó ráng tu nghe. Ráng mà mình tu tâm tích đức để mà mình giải bỏ cái nghiệp sát sanh của mình. Rồi mình mới được giải hết cái nghiệp sát sanh, mình mới được đi chuyển kiếp, mới trở thành người được nha. Rồi tôi biết rồi. Rồi bây giờ thì ông chắp tay lên đi, rồi ông niệm với tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi, rồi để tôi giúp cho đi về chùa để mà tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, như cả nhà mình cũng thấy rồi, thật sự là ở tại đây có xuất hiện một cái vong linh cả nhà, vong linh chứ không phải ma gia. Ở cái vong linh này thì chết là chết ở dưới sông đó, cho gia đình thì không biết gọi hồn cũng như là không biết để cúng cầu siêu cầu an cho cái vong này đó, cho nên là cái vong hồn của cái vong này á thì vẫn còn ở dưới nước này, không lên bờ được và rất là đói lạnh, cho nên mới xuất hiện ra để mà xin những cái người mới vào trong đây để mà khai thác cây đó. Nhưng mà như cả nhà mình biết rồi, người dương hôn mà thấy được người âm cái là sợ là xanh mặt rồi, có đâu mà đem đồ lại cúng. Thì sau khi mà Lê Trung đến đây thì Lê Trung cũng đã cúng cho cái vong này dùng rồi, là cũng hỏi thăm được về cái hoàn cảnh cái chết của cái vong này đó. Thì vong này thì cũng do là cái nghiệp sát khanh, cái nghiệp làm nghề đồ tể cả nhà. Anh này anh làm cái nghề sát sanh này từ lúc nhỏ luôn cho tới lúc mất luôn, làm cũng mấy chục năm rồi, giết vô số con vật rồi, cho nên là anh mới trả nghiệp đó. Anh mới chết là chết như cả nhà mình thấy, là chết y như cái lúc mà anh giết mổ những con vật đó. Anh cũng chết vì chính là cái con dao mà anh thường để mà anh đi giết những con vật để mà anh làm thịt nó đó. Nói chung thì cái vấn đề mà sát sanh đồ này kia thì cũng rất là khó tránh khỏi. Rất là khó tránh khỏi, tại vì cái vấn đề cơm áo gạo tiền ở trong cái cõi ta bà này nó còn liên quan tới rất là nhiều. Đó. Chỉ có những người là thật sự là không còn vương vấn tới cái việc mà cơm áo gạo tiền nữa thì mới có thể là không sát sanh nữa thôi. Chứ còn mà còn vương vấn tới cái việc mà cơm áo gạo tiền rồi gia đình đó, rồi này kia thì phải vướng vào thôi. Và quan trọng là mình vướng vào nhiều hay ít. Và mình vướng vào xong như vậy rồi thì mình có làm được cái việc gì đó để mà mình giải bỏ hay không. Chứ còn bây giờ thì nếu mà nói tìm ra một người nào đó không có sát sanh thì cũng rất là khó. Chỉ có những vị thầy tu thôi đó. Mà những vị thầy tu thì trước khi mà đi, nếu mà tu từ nhỏ thôi thì mới không sát sanh thôi. Chứ mà còn nếu mà tu cái việc mà sống ở trên đời này, sống ở cái cõi trần một thời gian rồi mới đi tu thì chắc chắn cũng phải vướng vào nghiệp sát sanh một vài lần thôi, chứ không có đường nào hết. Chỉ có những người chân tu từ nhỏ thì mới có thể là thoát khỏi cái việc sát sanh thôi.
Còn nói về mà sát sanh, nếu mà nói như trên cái cõi ta bà này sống vì cơm áo gạo tiền mà không có sát sanh thì chắc cũng rất là khó. Ngay cả Ly Chung đây thì cũng có một thời gian Ly Chung cũng đã từng sát sanh rất là nhiều đó. Nhưng sau này thì khi mà học hành học đạo rồi kia rồi mới giảm đi thôi, mới bớt thôi, không có sát sanh nữa thôi. Chứ còn vướng bận vào cái điều mà cơm áo gạo tiền thì chắc chắn là phải sát sanh thôi. Dạ rồi, thì ngày hôm nay Ly Chung đến cái chỗ này để tìm hiểu về cái câu chuyện tâm linh của quý ông bà, cô chú, anh chị khu vực này kể lại cho Ly Chung nghe, thì Ly Chung cũng đã tìm hiểu được như cái nhà đó. Và Ly Chung cũng đã giúp cho cái vong này được về chùa để mà tu rồi. Thì cũng mong sao là cái vong này sẽ cố gắng tu thiệt tốt để giải bỏ cái nghiệp sát sanh của mình, để sớm được chuyển kiếp luân hồi. Dạ rồi, thì Ly Chung cũng xin khép video lại tại đây. Ly Chung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.